Á hậu Quỳnh Châu được siêu mẫu quốc tế khen ngợi hết lời khi làm huấn luyện viên. Siêu mẫu Lưu Kiệt khen ngợi hết lời về sự thông minh và bản lĩnh của Quỳnh Châu, rất giống với Lưu Kiệt khi làm huấn luyện viên. Tập 2 Miss International Queen Việt Nam 2023 được phát sóng. Những hình ảnh lăn xả hết mình, bất chấp hình tượng Á hậu của huấn luyện viên trẻ Nguyễn Quỳnh Châu, đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ và nhận được cơn mưa lời khen có cánh từ chị đại Lưu Kiệt. Miss International Queen Việt Nam là chương trình thực tế đầu tiên mà Á hậu trẻ Nguyễn Quỳnh Châu nhận lời làm mentor. Á hậu trẻ Nguyễn Quỳnh Châu là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt Nam với tài năng đa dạng và ấn tượng. Với ngoại hình xinh đẹp và tài năng nổi trội, trẻ Nguyễn Quỳnh Châu đã chinh phục trái tim của rất nhiều khán giả sắc đẹp trong thời gian qua. Với trái tim đầy nhiệt huyết, huấn luyện viên Quỳnh Châu đã năn xả hết mình để chăm sóc và giúp đỡ thí sinh đội mình tràn đầy năng lượng và được chị đại Lưu Kiệt khen ngợi hết lời vì sự thông minh và bản lĩnh của Quỳnh Châu, rất giống với mình khi làm huấn luyện viên. Quỳnh Châu còn được khen ngợi có phong cách thời trang thời thượng kín đáo, nhưng khoe được đường cong nóng bỏng. Những chiếc váy cắt ao đẹp mắt và gợi cảm giúp cho Quỳnh Châu thêm gợi cảm và ấn tượng. Sau một tuần chờ đợi, team trẻ Nguyễn Quỳnh Châu đã chính thức bước vào thử thách cam go đầu tiên của Miss International Queen Việt Nam 2023. Quỳnh Châu là một mentor có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu, nên cô hiểu rõ về điểm mạnh điểm yếu của các thí sinh và từ đó đưa ra những góp ý hỗ trợ, điều chỉnh về tư thế pose sáng, góc mặt sáng để được bức ảnh tốt nhất cho các thí sinh. Điều làm khán giả thích thú và yêu thích nhất trong tập 2 là sự chơi hết mình vứt bỏ thần tượng Á hậu của Quỳnh Châu để trở thành thử thách cùng các thí sinh. Quỳnh Châu đã nhiều lần nóng ruột khi thí sinh không pose dáng theo hướng dẫn. Tuy nhiên điều đáng nể và đáng khen ngợi, sau những giây phút bùng nổ, huấn luyện viên Quỳnh Châu luôn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trở lại với tư cách một người huấn luyện viên chuyên nghiệp, hướng dẫn và giúp đỡ tận tình các thí sinh. Top 5 thí sinh Team Cam đều rất tài năng và đầy sức trẻ, mỗi bạn đều có nét đẹp riêng và phong cách cá nhân khác nhau. Trong phần thử thách đầu tiên, các thí sinh đều rất tập trung và nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Bởi chương trình không chỉ là nơi để các bạn thể hiện tài năng, mà còn giúp các bạn rèn luyện sự tự tin, phát triển kỹ năng xã hội. Tuy nhiên, thử thách không mỉm cười với huấn luyện viên Quỳnh Châu và Phút Chót. Tuy đạt số điểm cao bằng team Quỳnh Hoa, nhưng lại không phải team chiến thắng chung cuộc. Hai thí sinh của team mình, Kha Nữ và Queen Sine bị loại. Điều này thật đáng tiếc cho team Cam và gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Điều quan trọng là các thí sinh không được nản lòng và tiếp tục phát huy tài năng của mình trong các thử thách tiếp theo.